Khai máy nhá, khai máy nhá, khai máy nhá. Ok. Ui xôi. Nói chung là đây nhá, lại để nói về quả gaming chair này đúng không? Gaming chair này thì là vợ thiết kế. Anh em nhìn này. Anh em nhìn của này thiết kế, nói thật các bạn là đây là handmade, tự tay thiết kế và tự đặt. Đố anh em tìm được cái này ở mẫu này ở ngoài. Uầy, tôi kỉ anh em luôn. Vợ anh tự thiết kế luôn ạ. Vợ anh thiết kế quả này. Ở đấy. Uầy thế. Hôm nay mùa hè Hà Nội trở thu, thế nên là trời đẹp này, chúng mình quyết định là giao hàng đến cho với anh Tuyền Văn Hóa. Khi hôm trước anh Tuyền Văn Hóa vừa bên Hà Công chúng mình, qua bên Hà Công chúng mình để build bộ máy khoảng tầm 100 triệu như này, bộ máy full mới đi luôn nhá, cấu hình 12900KS này, với thêm những chiếc card cực kỳ là tuyệt vời, cực kỳ là khủng bố luôn, với toàn bộ trong đây là đồ của mới đi hết. Thế nên là bây giờ thì mình sẽ ship cho anh ấy nhá. Nếu mà anh em chưa được xem cái video ấy, anh em chưa biết ý, thì anh em có thể qua kênh của anh Tuyền Văn Hóa để xem là cái quá trình gọi là được tư vấn và build nào. Bây giờ thì mình cùng bê cái bộ máy này đem xuống tầng và đi taxi đến nhà anh ấy nhá. Bây giờ thì đồ đạc của em đã chuyển đến hết cho anh rồi. Rồi em thấy công nhận là nhà anh đẹp rồi đấy. Nhưng mà bây giờ anh định cái setup, em thấy khá nhiều đồ thì anh định setup ở khu vực nào nhỉ? Anh có đây, đây phòng mình đã chuẩn bị một cái phòng riêng để làm việc với cả gọi là thỉnh thoảng giải trí. Thì là mình sẽ sắp xếp tất cả các cái đồ liên quan đến máy tính này trong đấy hết. Và bây giờ thì mời anh em, nhờ em nhé vào sắp xếp bộ anh ấy. Vâng, ok anh ơi. Để từ từ để em check xem là vị trí địa điểm nó như nào đã. Ừ đây. Ba. Ui, trong phòng này công nhận là nó cũng hơi bé bé thật đấy anh nhỉ. Góc này thì hơi bé bởi vì là phong thủy mình chỉ được sử dụng số diện tích này thôi thì số dư tài khoản mới to. Còn nếu mình sử dụng to quá thì đôi khi số dư tài khoản nó lại không được nhiều. Ok. Thì cái này là vấn đề thầy phong thủy đã thiết kế rồi nên anh cũng không thay đổi. Thì rất mong là em cố gắng sắp xếp quả máy tính vào khu vực này cho anh. Ok, em có thể thấy là anh đã bỏ hết cái máy tính cũ của anh sang đây rồi. Máy tính cũ bây giờ là đây cho sắp tới là bàn giao cho người khác. cũng là Hà Nội Computer đấy. Nhưng mà bởi vì là bây giờ có quả mới này mình phải update, nâng cấp. Anh có định để cái quả kia trên máy tính không anh? Cho đẹp không anh? Quả này đương nhiên rồi. Chắc chắn rồi. Đây là cái nút vàng YouTube mình nhận được cách đây 2 năm. Hiện tại thì mình có khoảng tầm 5 cái nút này, 4 cái nút khác thì ở studio. Một nút này thì mình để ở nhà để bởi vì nút vàng đầu tiên. Còn lại thì hôm nào mời anh em qua studio thì sẽ có nhiều nút vàng, nút bạc hơn. Ok, em phóng nóng lắm đấy. Thế thì bây giờ là cái bàn của em, anh thấy là cái bàn này thì em thấy là khá là nhỏ ấy. Thì anh có muốn là để máy tính trên bàn hay không? Hay là anh muốn là để cái màn hình, tại vì cái màn hình của anh ấy là màn hình 27 inch, khá là to đấy. Và đấy là màn hình kiểu chuẩn studio đấy. Nên là anh nghĩ như nào? Em nghĩ rằng là nếu mà hợp lý thì em sẽ để ở dưới chân. Mà anh cũng muốn kiểu sâu máy tính ở trên không? Có, anh nghĩ là cứ để thời gian đầu cứ để trên, lấy cảm hứng làm việc. Sau khi mình kiểu có được cái cảm hứng là mình đang ngồi với một quả máy hơn 100 củ rồi thì mình bắt đầu để xuống. Mới cả để trên đầu, lúc đầu bạn bè đến chỗ oai hả? Tôi vừa sắm xong dàn máy 100 củ đấy, bạn thấy tôi thế nào? Okay. Ok, anh nghĩ là như lúc đầu là cứ để lên trên cho anh. Vâng, ok, thế bây giờ để em cởi đồ xong rồi em cho đồ đây nhá. Chị. Quả màn này mẫu mới. Quả màn này xem bóng đá thì nó hết cỡ. Quá đẹp luôn anh ạ, đây là màn 27 inch. Nó là tấm nền IPS nên là nó xịn sò lắm, nó VIP ạ. Đấy, như em bảo nó sạc được 65W nên là anh có sạc iPhone thì thoải mái. Đây, chân nó đây. Chân nó đây nữa, đây là màn phiên bản màu đen. Đấy, trông rất là sành điệu thôi, nhưng mà bây giờ là phải lấy cái màn ra trước đấy ạ. Chứ không thì... Đúng rồi, đúng không? Cài vào thôi. Đấy, anh em thấy mà màn ở đây đẹp chưa? Đấy, sành điệu, còn này xem đá bóng quá hợp lý luôn này ạ. Rồi, bây giờ thì em sẽ mở cái cây ra luôn nhá. Đây, cây hôm trước thì em vừa build cho anh đấy, rồi đang ship sang hẳn rồi. Bọn em đã cài sẵn tất cả mọi thứ cho anh hết đấy. Mượn con dao. Sự mượn dao thì nghe giật mình đấy. Ồ, không chém chủ nhà nhá. Dao này ăn bốc anh ạ. Rồi, đây. Rồi, đây rồi. Cây được bế rồi. Cây nặng. Ơn tập tạ anh nhỉ. Cây nặng thật. Tại vì cây này nó cây đắt tiền đấy, cây 100 triệu anh ạ. Nên là nó nặng lắm. Bây giờ thì anh và em cùng bê vào đẩy đẩy quả này vào trong đúng không? Ok anh ạ. Để em kéo cái màn hình vào trước đã, xong setup màn hình ạ. Ui dồi. Đây. Cái màn mà anh cho cao quá nó cũng đấy. Cái này là tùy chỉnh được mà đúng không? Đúng rồi, tùy chỉnh được. Đấy, tùy chỉnh được. Nếu mà cho cao quá là bị cụm đấy nhá, anh cẩn thận. Đến khoảng đây một tí là đây.
để cho đúng tầm mắt anh nhá. Ô, thế tính ra cũng vẫn khá là đủ chỗ đấy anh nhỉ? Khá là đủ chỗ đấy. Thế thì tí nữa cho cái này lên cao cao tí là được. Ok, cái này sẽ lên cây. Ôi, cái chỗ này nó thiếu một tí đúng không? Đúng một, okay, okay. Một tí, một ly thôi anh ạ. Cái này để anh xử lý được. Để em để cho chéo chéo một tí nhá. Okay. Rồi, nó chạm như này. Ui, ui, thế này thì nó lại bị đẹp quá đấy mà ngoài xuống đây. Ui, tí nữa bật nó sáng trưng 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 luôn, đồ mới đi sáng lắm anh ạ. Đây có quạt sáng này, tản sáng này, cả màn hình của anh tí cũng sáng luôn. Đấy, okay. Thế nên là để em cắm lên phát cho anh xem nhá. Ok, ok. Ok luôn. Dây HDMI. Anh em nhớ nhá là có nhiều anh em ấy là đem về nhà, đem cây về nhà ấy, xong rồi cắm sửa cái dây này lên trên này, tức là một cây hoạt động được. Đấy. Sau đó gọi toán loạn lên đúng không? Gọi toán loạn lên, gọi nhiều lắm anh ạ, nhiều người bị thế lắm. Nên là bây giờ là em ở đây setup hết sẵn cho anh ạ, em cắm chuẩn, cắm chỉnh à. Nên là không vấn đề gì cả. Đây bộ gaming gear của anh đây thì em sẽ chọn đây. Nếu hôm trước là em cũng đã giới thiệu qua rồi. Có phím này thì anh test rồi này. Phím test rồi nhá, chuột không dây nhẹ nhàng êm dịu nhá, và tai nghe 7.1 tí nữa cho anh nghe. Ok chưa? Ok. Rồi. Hi-Red Virtual 7.1 sao, hợp lý. Và để gọi là trang bị thêm gì đây, em có thêm cho anh nữa là một cái chân đỡ tai nghe. Đỡ tai nghe thì anh để phát lên đây là được này. Okay. Lúc nào anh không cần là anh trèo lên rồi. Thế là hợp lý hơn nhiều. Chứ bây giờ nhiều anh em mà để cái cục lên trên màn nó cũng hơi gọi là không được đẹp lắm. Thẩm mỹ, tính thẩm mỹ. Ngoài tính thẩm mỹ của cái này nó sẽ cao hơn. Tuần đầu bóc chuột xịn nó run đấy. Cái này đây là sạc đúng không em? Đây anh ơi, đây nhá. Tức là có một cái dây, anh thấy đầu USB đây đúng không? Đầu USB này, xong rồi anh sẽ nối cái này vào trong cái máy tính. Thì đây sẽ là cái như kiểu hub USB của cái chuột này luôn. Và lúc mà anh hết pin nhá, anh để phát như này. Okay. Thế là nó sạc luôn luôn. Thế nói chung là thiết kế rất là hiện đại của mới đi. Cái này mở đúng là như nào? Chiều này anh ơi. Đây đúng không? Okay. Nói chung là cho đồng bộ anh mong muốn là mới đi. Thì đúng rồi, tức là anh thì đồng bộ bởi vì là anh là người học cơ điện tử, vì vậy là cái sự đồng bộ rất quan trọng. Ví dụ lúc gọi sửa hay gọi bảo trì bất kỳ cái gì ở nhà này, nhà mình làm cái gì đồng bộ, ví dụ điều hòa cũng là một thương hiệu. Đấy, bếp, tivi các thứ là cũng thương hiệu một thương hiệu hết. Tại vì khi mà gọi thì đó. Thì anh bật điều hòa lên. Để anh mở anh. Ôi ôi, quả này như mở huy chương vàng SEA Games. Đùa. Có cả bao da bao dụng. Cẩn thận thế. Nó có cả cái quả gì đây? Đây là cái control của nó anh ạ. Để kiểu chỉnh mic, chỉnh bùng cái kiểu này. Hoặc là tắt 7.1 dễ dàng này. Đấy, thay vì là anh phải kiểu chỉnh cho phần mềm. Thì anh đang cài bàn anh bấm vắt nút, thế là xong rồi. Okay. Còn nếu mà anh không thích dùng cái này thì anh cứ cắm trực tiếp vào trong máy tính thôi. Không, anh thích dùng có điều khiển đấy. Ok, thế thì tuyệt vời quá. Cái này có luôn. Cái mic các thứ đều được. Đây lại có đây mút mút mút. Vâng, mút mút thay thế đấy. Dự bị giống lốp dự phòng. Đúng rồi. Sau mà cái này nó bị gọi là bong chóc ra khoảng thời gian lâu nữa mà bong chóc ra thì anh thay cái này là hợp lý. Ok. Thế là cũng gần xong rồi anh ạ, cũng phải 8, 9, 10 đấy. Cắm thêm nốt cái dây tai nghe nữa là có thể bật máy tính lên được rồi. Mình vừa setup cho bộ máy cho anh Tuyền anh em ạ. Và hiện tại đã đang cài mấy phần mềm vào đấy. Thì cho coi như là trong lúc cài thì mình tham quan nhà ấy một chút đi. Ok, thế thì bây giờ là chúng ta đang vừa bước ra khỏi cửa phát là em thấy là phòng bếp luôn. Thì liệu có phải là do là anh có tinh thần ăn uống là anh đặt nhà, đặt phòng anh ngay rồi? Cái này anh phải nói thêm là ở nhà anh ấy thì là anh là người rửa bát. Đấy, nên là anh sắp setup bếp là ngay cạnh phòng. Tức là để bao giờ đến không bao giờ quên cái nhiệm vụ của mình. Đấy, là bên sau khi làm việc phải ra rửa bát. Thì đây là cái bếp nhà mình, tại vì cái khu bếp này rất là hẹp. Do vậy là anh em setup một cách rất là tối ưu ở đây. Mọi người thấy là tất cả đều phải đều kéo ra kéo vào hết, chứ mình không để lòng ngoằng được. Đấy, đây là bát. Em phải thấy công nhận là hay đấy. Tại vì đấy. Em cũng vào những nhà kiểu này rồi mà em chưa bao giờ em thấy có cái kiểu kéo cả ra như này cơ. Như này. Tất cả mọi thứ đều được tối ưu tất cả tối ưu hết. Đồ đạc đầy đủ này. Thế bên ngoài này là khu vực gì anh nhỉ? Bên này cũng là khu vực làm việc của mình. Cũng là khu vực làm việc. Chỗ phơi quần áo và cái cục nóng của điều hòa. Nói chung ra đây rất nóng. Cảm giác là mình đang ở Tây Á. Thôi, em sẽ không ra đấy đâu. Thế thì cho em hỏi một câu là trong gia đình anh hiện tại bây giờ là có bao nhiêu người nhỉ? Nhà anh là có 3 thành viên. 3 thành viên. Anh này, nóc nhà và con gái. Ok. Đấy thì đây, bé gái. Đấy, ok, ui, bé gái. Bơ. Bé gái hiện tại bây giờ là đang 5 tuổi. Bé vẫn đang
trong độ tuổi ăn chơi nhảy múa. Sắp lên cấp 1, sắp đi học đúng rồi, sắp sắp đi học tiểu học. Em xin phép em mở cửa cái rèm nhé. Bên này thì đấy. Ở đây thì giới thiệu với cả anh em là khu vực cây cối, khu vực này vườn, là khu vực vườn vườn mini của nhà anh. Nhà anh xong rồi sẽ hướng thẳng ra ngoài kia này. Đúng rồi, đây nhìn là một phát ra sân bóng. Còn sân bóng gì thì chưa biết. Đấy. Sân bóng là sân bóng. Trong khu vực này là sân bóng chiều khúc. Đấy, anh em phải nhìn rất kỹ mới nhìn được. Thì khu vực này là khu vực mà cây cối. Nên là tất cả khu vực này là vợ mình thiết kế. Mình chỉ chụp ảnh sống ảo và thỉnh thoảng ra đây chiu chiu uống vài cốc trà đá. Đấy, thì đấy là cái khu vực ở bên ngoài. Chúng ta đặt tình thế rất là quá hợp lý anh ạ. Chỗ này thì ví dụ không ra nhưng mà nếu mà nhìn ra ngoài nó có một không gian xanh, cây cối thì nhiều khi làm việc cũng thư giãn. Đấy là ở bên ngoài hành lang. Đấy. Nhà anh em thích cây gì đến đây tôi tặng. Đầy đủ thích luôn. Cái gì được tặng luôn. Đây đi nhá. Rất là tí nữa em bế một cây là về. Được luôn, một cây. Đấy. Ok. Thế thì tại vì là chắc là anh cũng hay tiếp khách nhỉ, tại vì là em thấy là bộ sofa nhà anh cũng nhận là cũng là to đấy, bộ sofa nhà anh cũng rất là to đấy. Thế nhà anh có hay tiếp khách không anh? Nhà anh thì cũng chỉ bạn bè đấy thôi, bạn bè và anh em họ hàng hay đến đây để ngồi chơi các thứ. Thì bộ này thì cũng cơ bản, bộ này cơ bản thôi. Bộ cơ bản. Đấy, xong rồi thế nhà anh có hay gọi là kiểu tối tối xong rồi cả gia đình họp họp gia đình rồi xem phim TV đấy không? Có, nhà anh vẫn họp gia đình rồi thỉnh thoảng mình bật video của mình bắt cả nhà xem kiểu kiểu như đấy. Đấy thì nhà mình cũng hay ngồi đây ăn cơm rồi ăn vặt lung tung. Đây là bàn học tập của Bơ và sắp tức là nếu mà khoảng tầm 5 năm nữa thì cái chỗ này nó sẽ vào trong chỗ của anh. Khả năng là cái dàn máy kia tương lai là Bơ sẽ là người xử lý chứ không phải anh. Đấy thì chỗ này tập luyện thể dục thể thao. Đơn giản đấy thôi, thì là nhà nó cũng không được rộng thực sự thế. Nên là các cái chỗ nó đều tối ưu hết. Mà cũng có một cái studio nó cũng bé bé thôi. Thì nếu mà có dịp thì sẽ dẫn anh em Hacom đến đấy tham quan. Bởi vì ở đấy toàn đồ Hacom, máy toàn mua ở đấy. Anh em ạ, đấy thì là anh em có thể đến đấy thì nó sẽ rộng rãi hơn. Và nó có không gian làm việc hơn. Còn đây là thực ra là không gian để nhà để ở thôi. Ở là chủ yếu. Đấy. Ok. Thế thì bây giờ em nghĩ bây giờ mình cài xong phần mềm mình vào check máy nhá. Thì mọi người có thể vào đây tham quan một cái phòng này. Để tham quan. Trước khi ấy đây nhá. Sốt chấm của bếp trưởng bạn thân. Bếp trưởng review. Đấy. Sốt chấm ba đời luôn. Đây là cái phòng mình phòng tạm gọi là phòng của mình ở nhà. Thì đây là cái hiện trường mà anh em setup xong mọi người thấy rất là lung linh đúng không? Đẹp dai luôn. Ngoài ra thì ngoài cái bộ máy tính này ra thì mình nghĩ trong này thì bộ máy tính này là tài sản lớn nhất về mặt vật chất và tương lai khi mình làm việc thì nó sẽ chuyển dần dần sang tinh thần nữa. Đấy. Còn lại thì mình có trưng bày một số đồ. Ví dụ như là đây là cái nút vàng thì mọi người đều biết đây cái nút vàng đầu tiên của mình. Vì vậy là mình mang về nhà, mình không để studio. Đấy, còn lại những cái nút vàng khác thì mình để studio bởi vì lúc đấy thì nó là một giai đoạn khác và để studio để anh em nhìn vào đấy, cố gắng phát triển thêm. Đây đều là những cái nút bạc mà mình làm từ thời điểm đầu nên là mình mang về hết. Có cái nút bạc này thì anh em làm YouTube từ lâu thì sẽ rất là nhớ ấy, nút bạc cũ, mẫu nút bạc cũ. Lúc đấy tên kênh này, nhìn tên kênh này. Mr. TVH Channel. Nói chung nó vẫn lôi lòng hoàng. Đấy thì là cái này là từ ngày xưa rất là quý. Đổi sang Tuyền Văn Hóa là quá hợp lý. Thì bây giờ thì sẽ là Tuyền Văn Hóa. Ngày xưa tên là Tuyền Văn Hóa rồi nhưng mà lại cái đời đầu này chưa biết làm nào. Quả này là ở Dubai. Khi mà cùng đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup. Đấy, anh em Dubai quý mến tặng cho một quả thần đèn thần. Đèn thần bay mất anh nói thật nhá, lúc mà cầm cái quả đèn thần này về mình ước là có một dàn máy tính hơn trăm phủ. Mình không nghĩ nó thành hiện thực. Tức là từ tháng 9 năm 2021 và bây giờ là tháng 6 năm 2022. Có luôn. Tôi ước tiếp mà chuẩn bị có dàn máy tính 300 củ ấy này. Giường này đây, có một quả ba lô này là của Erling Haaland, người vừa chuyển sang Manchester City là kỷ tôi quả ba lô này. Trong một chuyến mình làm việc với câu lạc bộ Borussia Dortmund. Đấy, tức là cái ba lô cuối cùng mà Haaland sử dụng ở Dortmund trước khi sang Man City. Đấy, thì mình nhận được quả này. Còn cái quả ba lô này thì là ba lô của SEA Games vừa diễn ra tháng 5 tại Việt Nam. SEA Games 31 thì đây là cái logo kỷ niệm của SEA Games. Chúng ta giành huy chương vàng của hai bộ môn bóng đá là bóng đá nam và nữ. Ở đây thì đây có một số cái chia sẻ với anh em. Một vài cái khá là hay. Tức là đây là đống thẻ mà tác nghiệp của mình khi mà tham dự. Đây này. Việt Nam Trung Quốc này. Đấy. Trận Việt Nam Trung Quốc mà trận đấu này là chúng ta đã giành chiến thắng ở trên sân Mỹ Đình vào ngày 1 Tết. Mạnh Tuyền anh sở hữu nhiều thẻ rồi đấy. Đây là đi thẻ... rất là nhiều các sự kiện và các đúng trận rồi. Đá bóng rồi. Tương đối nhiều. Còn đây là một cái thẻ khác là trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam. Thái Lan Việt Nam tại vòng loại 2.
rất là hay luôn. Đấy, rất nhiều thẻ tác nghiệp khác thì mình không để ở đây, nhưng mà khu vực này thì mình cũng để toàn những cái đồ lưu niệm thôi. Anh có ở đây là em thấy là chỉ là lúc mà em lắp vào em thấy có cái đàn guitar. Anh là một guitarist. Guitarist. Như xưa thì mình học bách khoa nên là mình cũng được học mấy cái liên quan đến đàn. Nhưng mà đây nó đang xoay dây chứ anh em ạ. Nghe nó không vào, nhưng mà guitar thì là một cái phần trong cuộc sống của anh. Những lúc làm bí tưởng hoặc là cảm thấy là cần một cái gì đó nó đột biến à. Hoặc là chuẩn bị ra sân. Nhất là chuẩn bị ra sân là làm một tí nhạc, hiểu không? Để cho cái đàn, cái hưng phấn ra phát đảo như Ronaldinho dứt điểm, như Fernando Torres xong quánh đầu, như Lukaku kiểu đấy. Để cho nó phấn chấn tinh thần. Thì đấy là cái khu vực phòng này cơ bản là như vậy. Đấy. Đây là góc của riêng mình anh đây. Ừ, thì và bây giờ là có xuất hiện thêm cả cái máy tính. Thì nữa. Đây thì bây giờ cái quả người ta gọi là công trình này. Quả công trình này thì sẽ tiếp tục cùng với mình để tạo ra những cái thứ nó hay ho hơn. Mình hy vọng rằng là không chỉ nút vàng đâu mà nhiều những cái khác được làm bằng cái này, tức là những sản phẩm. À, những sản phẩm chất lượng hay những chuyến đi, thì thường là những chuyến đi xong thì anh cũng dùng máy để anh edit lại. Những cái chuyến đi thì thường là mình và những anh em trực tiếp sẽ làm những cái đấy phục vụ anh em. Nói chung là đây nhá, để nói về quả gaming chair này đúng không? Gaming chair này thì là vợ thiết kế. Đấy, anh em nhìn này. Anh em nhìn quả này thiết kế, nói thật với các bạn là đây là handmade. Tự tay thiết kế và tự đặt. Đố anh em tìm được cái này ở mẫu này ở ngoài. Tôi kỉ anh em luôn. Vợ anh tự thiết kế luôn ạ. Ờ, vợ anh thiết kế quả này. Ờ đấy. Quá thế. Ờ đấy. Một thứ quá tuyệt vời. Anh em không? Bởi vì tại sao phải dùng lúc đầu nhá, là vợ anh đã tưởng tượng là anh có cái cân nặng này rồi. Vào cái thời điểm này rất là vừa. Đấy, ngồi đây. Mình bình luận một trận đấu chẳng hạn. Đó. Cái kiểu đấy. Nói chung là dùng rất là mượt. Đây, nhìn kênh của mình. Và hy vọng rằng sang năm thêm kênh thêm 2 triệu anh em up cho thêm mấy quả công trình nữa ở đây. Đó. Thế em để anh gọi là trải nghiệm bộ máy nhá. Ok. One hour later. Có một cái vấn đề như này anh em ạ. Tức là khi mà đeo quả tai nghe này tôi thấy thằng giọng tôi nó hay hơn thế chứ lị. Vấn đề là khả năng là anh em sắp tới có khi là cũng nên tậu một quả tai nghe như này. Tôi nghĩ rằng nghe bản tin buổi sáng á, sáng mà dậy không? Mắt nhắm mắt mở không? Mắt đang rất cay. Nghe quả bản tin này phát tỉnh ngủ luôn, bởi vì là nghe được những cái âm điệu nó mang tính chất là phải nghe được như nào nhỉ? Có những cái nốt mà nếu như anh em nghe bằng tai nghe bình thường tôi sẽ không nghe được ấy. Đấy, một vài tiếng thở của tôi chẳng hạn. Đấy, ok. Tuyệt vời luôn. Bây giờ thì bọn mình sẽ chính thức là sử dụng em máy này, quả cơ ngơi này để bắt đầu làm bản tin cho anh em này. Và những chuyến đi nước ngoài từ giờ cho đến hết năm 2022 thì chắc chắn em máy này sẽ đồng hành cùng mình. Đặc biệt là World Cup 2022 được tổ chức ở Qatar. Ồ anh ơi, MSI họ có chút gọi là quà. Đấy, hôm trước anh ôm một con, hôm nay anh ôm con nữa đi. Đấy, để ở nhà xong anh trưng bày để bên cạnh những cái gọi là giải thưởng của anh này. Đấy thì thực sự em rất là cảm ơn anh đã gọi là qua bên với Hacom bọn em và cũng gọi là tin tưởng lựa chọn mới để mua bộ máy tính của mình. Nhưng mà bây giờ em hỏi anh một câu là anh dùng bộ máy tính thì tích không? Phục xưa. Về chứ. Về đúng không? Quay nó phải khác biệt. Mình cũng gửi lời cảm ơn đến anh em Hà Nội Computer và em ở đây. Cái này thì quà cho Bơ rồi, chắc chắn rồi. Nhà mình thì có 3 người thì Bơ có quà. Cái này thì đương nhiên không phải thuộc sở hữu của anh đâu, vợ anh thôi. Nhưng mà anh lại được trải nghiệm và được sử dụng thì đấy là cả nhà đều có quà, đều vui. Và mong rằng là anh em sẽ tiếp tục đồng hành. Ví dụ sang năm có quả chip mới hay có cái gì mới thì lại tặng cho tôi. Nhá. Đấy, cảm ơn anh em rất nhiều. Và nhớ theo dõi hành trình của bọn mình cùng với cả anh em Hà Nội Computer cũng như là MSI trong những chiến dịch tiếp theo của Tiểu Văn Hóa. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha.